Tuyển Việt Nam nhận chỉ tiêu khó từ VFF. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giao chỉ tiêu cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sáng ngày 15 tháng 10, Đại hội Thường niên VFF 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam, trong đó có thành tích của các đội tuyển quốc gia, chất lượng tổ chức V-League. Theo đó, đội tuyển bóng đá Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng knockout ASEAN Cup diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại Qatar và vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Dù đây là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng liên đoàn sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho đội tuyển. Các trận giao hữu với Trung Quốc, Uzbekistan và sắp tới là Hàn Quốc đều nhằm phục vụ cho quá trình chuẩn bị hướng tới ASEAN Cup 2023. Và xa hơn là vòng loại thứ hai tại World Cup, liên đoàn mong muốn đội tuyển sẽ lặp lại thành tích như năm 2022, đó là lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng đặt ra mục tiêu của các đội tuyển quốc gia khác. Với đội tuyển nữ là dần đưa lứa kế cận U20 lên thay thế đàn chị để hướng đến vòng loại World Cup 2027, bắt đầu từ năm 2025. Đây là lứa cầu thủ sẽ được đầu tư nhiều, có thể được đi tập huấn ở Nhật Bản hoặc châu Âu. Năm 2024 là năm không có nhiều giải đấu cho bóng đá nữ, thuận lợi cho quá trình thay máu lực lượng. Cũng tại đại hội, VFF công bố doanh thu 317 tỷ đồng, tổng chi 310 tỷ đồng và lãi hơn 7 tỷ đồng. Nguồn thu đạt 80% sau 9 tháng đầu năm, khả năng năm 2023 sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu. Tại ASEAN Cup 2023 tổ chức vào tháng 1 năm 2024 tới, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng D cùng Iraq, Nhật Bản và Indonesia. Hai đội nhất, như mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3, có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng mùng 1 tháng 8 ASEAN Cup 2023. Các trận đấu giao hữu trước Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF hướng tới giải đấu này. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Iraq, Philippines và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Các đội xếp nhất như mỗi bảng giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đối mặt sức ép lớn ở trận gặp đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam có thể đối mặt với sức ép lớn từ các khán đài sân vận động Suwon World Cup trong trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc. Vào lúc 18 giờ ngày mai ngày 17 tháng 10 giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023 trên sân Suwon World Cup của đội tuyển Hàn Quốc. Sau hai thất bại vừa qua trước đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Uzbekistan, đoàn quân của huấn luyện viên Chelsea hướng tới một kết quả tích cực hơn tại xứ Kim Chi. Dù đội tuyển Việt Nam bị đánh giá là cửa dưới ở trận đấu này nhưng sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc dành cho trận đấu tới vẫn rất lớn. Theo đó, vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 17 tháng 10 tới đã được ban tổ chức bán hết sạch. Sân vận động Suwon World Cup với 44.000 chỗ sẽ được các khán giả lấp đầy vào ngày thứ ba tới. Sau đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đối mặt sức ép lớn từ các cổ động viên đội chủ nhà. Với việc bỏ ra 300.000 won, khán giả sẽ được ngồi ở chính giữa tầng 1 khán đài A, được phục vụ bữa ăn buffet và nhận một áo thi đấu đội tuyển Hàn Quốc. Khu vực sát cạnh có giá vé 200.000 won thì cổ động viên sẽ được phát khăn quàng của đội tuyển Hàn Quốc và gậy phát sáng. Về các khu vực khác dao động trong 7 mức giá từ 30.000 won đến 120.000 won tùy vị trí ngồi. Vé chỉ được phân phối qua website hoặc ứng dụng bán vé của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, hoặc một ứng dụng của ngân hàng tài trợ cho trận đấu. Trước đó, trong chiến thắng 4-0 của Hàn Quốc trước Tunisia hôm ngày 13 tháng 10, sân đấu ở Seoul với gần 60.000 khán giả cũng không còn chỗ trống. Điều này bắt nguồn từ sức hút quá lớn của các ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in. Tại Hàn Quốc, Quế Ngọc Hải và các đồng đội được bố trí lưu trú ở khách sạn Ibis Ambassador, cách sân vận động Suwon World Cup chỉ khoảng 3 km. Huấn luyện viên Chelsea cùng toàn đội cũng đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc vào lúc 19 giờ cùng ngày, theo giờ địa phương. Ở trận này, chân sút Son Heung-min có khả năng sẽ ra sân. Khi cầu thủ này đã nghỉ ngơi hoàn toàn ở màn chạm trán giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Tunisia ngày 13 tháng 10, tiền đạo thi đấu ở ngoại hạng Anh chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc trước trận gặp Việt Nam. Tôi không có lòng tham với bất kỳ điều gì khác, nhưng tôi thực sự mong muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi được đá trên sân nhà. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc trên kênh nào? Người hâm mộ có thể xem trực tiếp bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc tại khuôn khổ giao hữu quốc tế diễn ra lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10 trên FPT Play, VFF Channel. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua hai trận thua liên tiếp cùng với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Uzbekistan tại khuôn khổ giao hữu. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chelsea chuẩn bị đón chờ một thử thách cực đại khi thi đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc dịp FIFA Day.
Trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Hàn Quốc diễn ra lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10 theo giờ Việt Nam tại sân Suwon World Cup. Đây là sân đấu từng diễn ra nhiều trận cầu lớn, đặc biệt là ở World Cup 2002. Người hâm mộ có thể xem trực tiếp bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10 trên FPT Play VFS Channel. Trước đó vào tối 15:10, đội tuyển Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Suwon, Hàn Quốc và nhanh chóng có buổi tập nhẹ. Mặc dù khá mệt mỏi vì phải di chuyển trong thời gian dài từ Đại Liên, Trung Quốc tới Suwon, nhưng các tuyển thủ vẫn giữ được tinh thần hứng khởi và thể hiện sự tập trung trong các bài tập. Về tình hình lực lượng, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất khi không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải do dính chấn thương ở bắp chân và dự kiến mất một tháng để hồi phục. Ngoài ra, các trụ cột khác như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, thủ môn Đặng Văn Lâm đều được nghỉ ngơi ở trận gặp Uzbekistan và đạt thể trạng tốt nhất. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ có lực lượng mạnh nhất, trong đó ngôi sao Son Heung-min có thể ra sân ngay từ đầu. Đội tuyển Hàn Quốc hào hứng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có thể không phải là một thử thách lớn đối với Hàn Quốc, nhưng đây sẽ là cơ hội để các chiến binh Tây Gốc chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup và ASEAN Cup. Đội tuyển bóng đá Nam Hàn Quốc sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tối ngày 17 tháng 10 tại sân vận động World Cup ở Suwon, phía nam thủ đô Seoul. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, đội tuyển Hàn Quốc đang trong tâm trạng phần trận sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia. Trong đó, tiền vệ Lee Kang-in, hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Paris Saint-Germain Pháp, ghi 2 bàn thắng. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội tuyển Hàn Quốc dưới thời của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Đội tuyển Việt Nam đứng hạng 95 thế giới có thể không phải là một thử thách lớn đối với Hàn Quốc, hạng 26 thế giới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Klinsmann và các cộng sự của ông coi trận đấu với thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucer là cơ hội để chuẩn bị cho các chiến binh Tây Gốc trong những trận cầu sắp tới ở vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới, World Cup và Cúp bóng đá châu Á, ASEAN Cup. Đội trưởng Son Heung-min đã không ra sân trong trận gặp Tunisia do chưa hồi phục chấn thương. Huấn luyện viên trưởng Klinsmann có thể sẽ tiếp tục cho Son Heung-min nghỉ ngơi trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, trong đội hình Hàn Quốc còn rất nhiều gương mặt đáng chú ý khác, trong đó phải kể đến trung vệ Kim Min-jae, hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Bayern Munich Đức. Hội tụ đầy đủ sức mạnh và tốc độ, Kim Min-jae là người đã ngăn chặn thành công nhiều cơ hội phản công của Tunisia trong trận giao hữu cuối tuần trước. Anh cũng rất tích cực tham gia tấn công với những đường chuyền dài chính xác và cú đánh đầu của cầu thủ này từ quả phạt góc của Lee Kang-in đã dẫn đến pha phản lưới nhà của Tunisia. Tuyển Việt Nam, từ thầy Park đến thuyền trưởng Philip Chaucer, huấn luyện viên Park Hang-seo để lại cho tuyển Việt Nam di sản lớn lẫn nhiều bài học, rất cần người kế nhiệm Philip Chaucer tiếp tục theo đuổi bằng sự kiên trì cao nhất. Từ huấn luyện viên Park Hang-seo, không cần nhắc lại, sau 5 năm đồng hành với bóng đá Việt Nam, đến lúc này ông Park Hang-seo vẫn là tượng đài rất lớn trong lòng người hâm mộ với bảng thành tích đồ sộ từ U23 đến tuyển Việt Nam. Ngoài thành tích, cựu thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đặt nền móng cho tuyển Việt Nam một sức sống mới, biết khát vọng hơn với mục tiêu World Cup hoặc vươn ra châu lục. Nhưng trong suốt nhiệm kỳ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận rằng ít thất bại lẫn chỉ trích với các trận chung kết AFF Cup, U23 châu Á tại Thái Lan hay sự bảo thủ một cách đáng kinh ngạc của ông. Sự bảo thủ với cách sử dụng con người cũ kéo dài là nguyên nhân chính dẫn tới các thất bại nặng nề nói ở trên. Và khi không thể thay đổi, buộc VFF phải nói lời chia tay cùng huấn luyện viên Park Hang-seo dù mối lương duyên thực sự tốt đẹp hồng hướng đến những thành công khác biệt hơn. Đến ông Philip Chaucer. Huấn luyện viên Philip Chaucer ngồi vào ghế thuyền trưởng bóng đá Việt Nam trong giai đoạn một thời kỳ đỉnh cao sắp kết thúc, xuất phát từ các thất bại ở AFF Cup trước Thái Lan. Tuy nhiên, VFF không chọn người kế nhiệm cho huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ với nhiệm vụ đánh bại tuyển Thái Lan, điều mà cựu chiến lược gia đến từ Hàn Quốc chưa làm được. Thay vào đó nghĩ đến mục tiêu cao hơn, cụ thể tính đường dự World Cup. Trong giai đoạn mà bóng đá Việt Nam đang đi xuống, mục tiêu tham dự World Cup 2026 không dễ hoàn thành. Nhưng ông Chaucer vẫn nhận lời kèm theo lời hứa thực hiện khát vọng được nhắc ở trên. Với kinh nghiệm cầm quân lâu năm, từng dẫn dắt nhiều đội bóng, huấn luyện viên Philip Chaucer thừa hiểu muốn đến World Cup bóng đá Việt Nam phải khác hơn. Và việc đầu tiên vẫn nằm ở con người. Tuyển Việt Nam không thể chỉ có nhóm cầu thủ thuộc thế hệ kim cương và xoay vòng với số lượng ít ỏi như thời của huấn luyện viên Park Hang-seo nếu muốn vươn ra khỏi khu vực. Đây là lý do ông Chaucer sẵn sàng nhận về những chỉ trích, âu lo từ người hâm mộ sau vài trận cầm quân với nhiều thử nghiệm từ lối chơi đến nhân sự. Cách làm của huấn luyện viên Philip Chaucer có thành đường hay không vẫn phải chờ tới khi vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Nhưng ít nhất dù chưa đáng xem nhưng tuyển Việt Nam đang xuất hiện nhiều điều mới mẻ. Và đây chẳng phải điều mà người hâm mộ từng muốn nhìn thấy ở giai đoạn cuối cùng khi ông Park Hang-seo còn dẫn dắt tuyển Việt Nam là gì. Thế thì cứ từ từ xem kết quả thế nào rồi hãy chê trách. Chờ đợi trang mới của bóng đá Việt Nam. Mùa giải mới V-League 2023-2024 sẽ khai mạc ngày 20 tháng 10. Đánh dấu trang mới của bóng đá Việt Nam với nhiều bước ngoặt. Mùa giải đầu tiên giải vô địch quốc gia V-League 2023-2024 tổ chức phát từ năm này sang năm khác.
bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào tháng 7 năm 2024. Trở lại với thể thức đá vòng tròn hai lượt tính điểm và sẽ có công nghệ hỗ trợ trọng tài video và ngay từ đầu mùa. Việc tổ chức cùng khung thời gian với các giải vô địch quốc gia, VDQ, châu Á và châu Âu giúp V-League được đồng bộ, thị trường chuyển nhượng với thế giới, giúp mở đường cho các cầu thủ giỏi xuất ngoại, đồng thời giúp các câu lạc bộ chiêu mộ được ngoại binh chất lượng. Việc thay đổi khung thời gian V-League cũng sẽ giúp các câu lạc bộ thuận lợi hơn khi tham gia các giải châu Á như AFC Champions League, AFC Cup. Hiện ngoài câu lạc bộ Hà Nội đá AFC Champions League, bóng đá Việt Nam còn có Hải Phòng tại AFC Cup. Việc tổ chức V-League trong 2 năm cũng sẽ tạo điều kiện cho hoạt động tập trung và thi đấu của các đội tuyển quốc gia theo lịch FIFA, đầy với 5 quãng nghỉ. Theo đó, V-League sẽ có các quãng nghỉ vào tháng 9, 10, 11 năm 2023 và tháng 3, 6 năm 2024. Cùng với đó là quãng nghỉ cho các giải đấu như ASEAN Cup 2024 và U23, châu Á 2024. So với các mùa giải trước, V-League mùa tới sẽ không có chuyện đang đá thì nghỉ dài, làm ảnh hưởng tới tài chính câu lạc bộ và phong độ cầu thủ. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VFF, cũng đã lắng nghe Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và nguyện vọng của các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trong việc trao cơ hội nhiều hơn cho cầu thủ trẻ. Theo đó, mỗi câu lạc bộ phải đăng ký tối thiểu 3 cầu thủ ở lứa tuổi từ 16 đến 22 để phát triển nguồn lực trẻ, giúp các mầm non được va chạm và rèn luyện sớm khả năng, kinh nghiệm thi đấu ở môi trường cạnh tranh nhất của bóng đá Việt Nam. Trong 3 năm qua, Sông Lam Nghệ An, LNA gần như đi đầu trong việc trẻ hóa đội hình khi liên tục đôn cầu thủ từ các tuyến trẻ lên đội 1 để sớm đá V-League. Nhiều cầu thủ đã sớm được huấn luyện viên Philip Chausier và Hoàng Anh Tuấn phát hiện, được gọi lên U20, U23 và tuyển Việt Nam như Đinh Xuân Tiến, Lê Nguyên Hoàng hay Hồ Văn Cường. Ngoài cầu thủ trẻ, VPF và VFF cũng tạo điều kiện mở đường cho các cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài có cơ hội về thể hiện để nuôi giấc mơ lên tuyển Việt Nam. Theo đó, mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài trong danh sách thi đấu của mùa giải. Tính riêng năm 2023, V-League đã có đến trên dưới 5 cầu thủ gốc nước ngoài thi đấu gồm Philip Nguyễn, Patrick Lê Giang, Adriano Smith, Đặng Văn Lâm, Victor Lê. V-League 2023-2024 cũng sẽ hứa hẹn hai cuộc đua vô địch và trụ hạng căng thẳng và kịch tính. Giải năm nay có 14 đội gồm Hà Nội, Công an Hà Nội, Công an Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, giải năm nay sẽ có 1,5 suất xuống hạng. Ngoài đội xếp cuối bảng phải xuống chơi hạng nhất mùa 2024-2025, thì đội xếp áp chót bảng sẽ phải thi đấu play-off với đội Á quân hạng nhất để tìm suất xuống, lên hạng tiếp theo. Với cuộc đua vô địch, những đội bóng có tham vọng ở mùa giải năm nay sẽ có động lực hơn với số tiền thưởng tăng lên tới 9,5 tỷ đồng. Ngoài Công an Hà Nội quyết tâm bảo vệ ngôi vương, các đội Hà Nội, Thanh Hóa và đặc biệt Nam Định cũng không giấu giếm tham vọng cạnh tranh ngôi vương mùa này. Câu lạc bộ Thanh Hóa, đội bóng được ví như hiện tượng mùa giải trước đã xuất sắc giành siêu cúp sau trận thắng thuyết phục Công an Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Popov, câu lạc bộ Thanh Hóa đã gần như lột xác và đua vô địch V-League mùa trước song phẳng tới những vòng cuối cùng. Ngoài Thanh Hóa, câu lạc bộ Nam Định cũng thể hiện tham vọng khi chiêu mộ thêm các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Văn Toàn về đua vô địch. Đội bóng giàu truyền thống như Hà Nội cũng rất quyết tâm lấy lại vị thế số 1 Việt Nam.